Với không gian trưng bày tái hiện sinh động cùng những hoạt động sôi nổi, sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Sài Gòn Co-op tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sân chơi cuối tuần đầy thú vị của người dân cùng du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của chương trình là khung cảnh chợ và cửa hàng từ thời kỳ 1989 cho đến những siêu thị mua sắm hiện đại ngày nay. Bên cạnh đó, các gian hàng cũng đã tổ chức nhiều trò chơi cùng những phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách tham quan. Đặc biệt, siêu thị siêu hiện đại trong kỷ nguyên số tương lai cũng được mô phỏng tại đây, để khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm mua sắm công nghệ 4.0 đầy độc đáo, tiện lợi và nhanh chóng. Khi mà được qua khu truyền thống, khu hiện tại và khu tương lai, và đặc biệt là đến với khu tương lai được trải nghiệm những cách mua hàng mới, những trải nghiệm công nghệ cao của cách mua sắm mới thì mình thấy rất là hào hứng. Và mình cảm thấy là Sài Gòn Co-op đang rất là nỗ lực để đem lại những cái trải nghiệm mua sắm hiện đại nhất, tiện lợi nhất và thông minh nhất dành cho khách hàng. Hiệp hợp xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đánh dấu sự ra đời một đơn vị kinh tế tập thể, một mô hình hợp tác xã. 30 năm xây dựng và phát triển của Sài Gòn Co-op liên tục đổi mới, đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách tham quan, mua sắm và giải trí mỗi ngày. Đặc biệt, hàng ngàn khán giả đã hòa mình vào 3 đêm nhạc với từng chủ đề theo dòng thời gian từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, với sự thể hiện của dàn sao nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Phạm Quỳnh Anh. Song song đó, Sài Gòn Co-op cũng sẽ tổ chức đấu giá trên app điện thoại 7 kỷ vật nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện trong năm 2019. Sau 30 năm hoạt động, Sài Gòn Co-op đã phát triển thành công hàng loạt mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị Co-op Mart, đài siêu thị Co-op Extra, cửa hàng Co-op Food, Co-op Smile, HTV Co-op, Sen City, Cheers với hơn 800 điểm bán, phủ kín hầu hết các phân khúc bán lẻ trên cả nước.